Valentina Avalon dành hàng giờ đồng hồ mỗi ngày ngồi tại căn nhà của mình ở Ukraine, livestream, chia sẻ về các món đồ ưa thích trên mạng. Ban đầu đây chỉ là thú vui, nhưng giờ nó đã trở thành công việc hàng ngày của cô. Bán hàng cho một thương hiệu quần áo trên AliExpress, chi nhánh bán lẻ của gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba. Khách hàng của cô đa phần là những người tiêu dùng nói tiếng Nga. Người phụ nữ này nằm trong kế hoạch chiêu mộ đội quân KOL đa quốc gia, hướng đến con số 1 triệu người vào năm 2023 để chinh phục tham vọng toàn cầu của ông lớn thương mại điện tử Trung Quốc. Đến nay, doanh thu từ thương mại quốc tế của Alibaba chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh thu của tập đoàn. Điều này khiến mục tiêu mà nhà sáng lập Jack Ma đặt ra là một nửa thu nhập tập đoàn đến từ ngoài Trung Quốc vào năm 2025 khó lòng đạt được. Tuy nhiên, uy tín của các KOL, những người nổi tiếng trên mạng, được kỳ vọng giúp rút ngắn khoảng cách đó khi có thể tác động đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Chúng tôi đã thử áp dụng nhiều chiến lược để tăng tương tác với khách hàng, trong đó livestream ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt đối với khách hàng thế hệ Z. Sinh sau những năm 1995, họ đã quá quen với môi trường Internet và dễ bị ảnh hưởng bởi các KOL. Việc hợp tác với người nổi tiếng trên mạng đã mang về nhiều khách hàng tiềm năng cho chúng tôi. Các KOL như cầu nối giữa công ty và người tiêu dùng, giúp họ hiểu rõ hơn về thương hiệu và các sản phẩm. Bán hàng qua livestream mới đang ở giai đoạn đầu tại phương Tây, dù nó đã rất phổ biến ở Trung Quốc trong những năm qua. Năm ngoái, 433,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương 61,3 tỷ đô la Mỹ giá trị hàng hóa đã được bán thông qua livestream tại đất nước tỷ dân. Các công ty Trung Quốc khác như JD.com và Pinduoduo cũng đang thúc đẩy livestream để tăng doanh số. Tuy nhiên đến nay, mới chỉ có Alibaba thử nghiệm hình thức trên tại thị trường quốc tế.